chào các bạn. Hôm nay giới thiệu đến các bạn cách trồng và chăm sóc cho sinh rồng. Đây là mình có một chậu sinh rồng này. Chậu này thì trồng cũng được 5 tuổi rồi các bạn ơi. Đây là cái củ cái này to này. Đây là một số cái chi con của củ cái này ra còn được mình sử dụng. Tách của cái này ra, tách mình đã vô sẵn không, mình chuẩn bị vô sẵn đâu mà ha. Đây là môi trường đất có xây dựa với quả lòng cái sạch này các bạn. Một số cái đá để sản phẩm cho tôi đã xin lòng này các bạn. Đây là một số dụng cụ để làm, có dao, kẹp, kéo, chỉ, và bàn, sẽ chọn các bạn. Chọn mua nhiều lắm nhưng mà cái bàn này nhỏ chứ không có để được số cái chọn bằng làm thôi. Bây giờ sẽ tiến hành con của cái kẹp tất cả các bạn. Số cái con này mình có thể cái của cái này sang cái dạo này sẽ đăng ký mình trồng lại, tạo một cái cây sản phẩm rất đẹp. Chơi sinh trồng này thì để trước nhà hay để trong nhà xua đi những cái điều tốt cho gia đình. Sinh rồng này là nó có gai các bạn ơi, nhưng là nó cẩn thận, nó sẽ đâm vào tay cũng nhức lắm. Mình phải lấy khăn, chụp nó cầm lại các bạn ơi. Nếu chắc kể đi. Ai lên rồi, lên rồi, đây, lên rồi các bạn này. Này lên rồi. Đây, các bạn nhìn đẹp không? Đó. Cục này cũng 5 rưỡi rồi các bạn ơi. 5 rưỡi mới to được cục này, chứ không phải là nhanh đâu. Rồng thì không có đằng sau các bạn ơi. Cảm ơn. Chăm sóc sử dụng cái này kẹp lại, cố định lại. My friends have been saying I don't look so good these days. I can't bring myself to tell them it's the tears I've been crying. So I blame it on the weather. Tiếp theo dùng cái bình xịt phun các bạn nha. Bình xịt phun nha. Xương không ít thôi, không cho đất cũng có độ ẩm thôi. Mình cũng dùng đá đăng ký này rồi này. Đây
quả đá luôn. Thế stayed up late drinking, thinking about that night. We started out with romance, but ended in a fight. She drove away in the rain, saying no one was to blame, but that came away. It must have been the weather and the wine. Our first date in the park, summer sun was shining bright. A picnic in the grass. Bạn ơi, bây giờ xong rồi các bạn ơi. Bạn nhìn tổng thể là ca sĩ không này. Ok, từ một cái chậu trồng được một năm rưỡi nha, mình sẽ chuyển sang cái chậu này thành một cây sinh tồn thành phẩm. Cái cây đăng ký của bạn ơi thật đẹp. Video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.